Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại khách sạn Pan Pacific tại đường Thanh Niên, Hà Nội. Và lúc này đang tổ chức sự kiện triển lãm thiết bị âm thanh High-end 2018. Xin kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Vâng, lúc này đây thì tôi đang đến với gian hàng bia Platinum của dây chuyền bia Việt Nam liên kết với nước ngoài. Và trong sự kiện âm thanh High-end 2018 lần này thì chúng ta sẽ được uống miễn phí và thưởng thức bia lần này. Và lúc này đây thì tôi sẽ thử uống bia Platinum xem thế nào. Mình thuộc kiểu người thích mọi thứ nó phải đậm đà nên mình sẽ chọn loại đậm đà. Dạ, cho em một chút nữa thôi, em muốn thưởng thức. Và như quý vị và các bạn có thể thấy là tôi đang trải nghiệm bia Platinum vị đậm đà theo vị của tôi. Nếu như quý vị và các bạn có thể đến đây thì có thể thưởng thức thêm hai vị khác nữa. Dạ vâng, em cảm ơn. Lúc này đây thì tôi đang trải nghiệm cốc bia này. Tôi sẽ thử xem thế nào. Mặc dù là tôi thích uống rượu hơn. Công nhận là vị bia này thực sự là đối với tôi đậm đà thật. Uống vào sau đó có một cảm giác như là mình đang nếm một chút mật ong pha với lại một chút muối, và nó có vị như thế. Xong thêm một chút lạnh. Nói chung là vị nó rất là hỗn hợp. Gian hàng âm thanh mà tôi sẽ trải nghiệm đầu tiên trong ngày hôm nay đó chính là gian hàng Audio Hoàng Hải. Xin kính mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng tôi vào trải nghiệm gian hàng này thế nào. Trong không gian ở Hoàng Hải Audio lúc này thì thực sự là rất là đông người đang trải nghiệm những chiếc loa của Hoàng Hải Audio. Còn ở phía bên tay phải của tôi lúc này là những người đang mua đĩa. Tôi sẽ giơ cao cái 360 để quý vị và các bạn có thể thấy được rõ hơn toàn cảnh ở gian hàng Hoàng Hải Audio lần này. Vâng, gian âm thanh mà tôi sẽ trải nghiệm tiếp theo đó là gian hàng của Sài Gòn High-end. Và tôi sẽ vào để trải nghiệm cùng với quý vị và các bạn. Vâng, lúc này đây thì tôi đang ở trong không gian của Sài Gòn High-end rồi. Lúc này đây thì tôi đang được cùng trải nghiệm với những người tham gia một buổi workshop của bên Sài Gòn High-end. Chúng ta sẽ đi đến với những sự kiện, những cái sản phẩm của Sài Gòn High-end ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy chiếc loa cùng với bộ giải mã và chiếc đầu đĩa. Vâng. Vâng, lúc này đây thì tôi đang đứng tại gian hàng của Đông Thành Hòa Phúc, nơi những chiếc Macintosh huyền thoại được cất tiếng lên, và tôi sẽ mở cửa để vào trải nghiệm cùng quý vị và các bạn. Vâng, ở trong không gian này thực sự là rất là đông vui, nhộn nhịp đấy. Quý vị và các bạn có thể thấy là những mặt hàng của Macintosh trải đều hai khu trái và phải. Vâng, lúc này đây thì tôi cùng quý vị và các bạn đang trải nghiệm những chiếc loa to của Đông Thành Hòa Phúc.
những chiếc loa chứa danh của Đông Thành Hòa Phúc với những cái vành loa rất là to. Giá như mà có một cô mẫu đứng ở bên cạnh thì quý vị các bạn sẽ dễ hình dung những lời tôi nói hơn. Lúc này đây thì tôi sẽ đi qua cái hành lang mà chuyên bán những cái tác phẩm của các nghệ sĩ. Nói cách khác đó chính là những cái đĩa nhạc chất lượng cao của các nghệ sĩ. Và chúng ta đến đây, ngoài việc là thưởng thức tất cả những âm thanh trong cái sự kiện triển lãm lần này, thì chúng ta cũng phải đưa được những chiếc đĩa vào túi mình và mang về nhà, bỏ vào chiếc đầu đĩa của mình để thưởng thức. Vâng, lúc này đây thì tôi đang ở trong gian hàng Audio Hà Nội, nơi mà những sản phẩm tiên tiến nhất của Audio Hà Nội đã mang đến đây. Vâng, sau khi đã đi hết tất cả những cái gian hàng, những cái hành lang bán đĩa ở trong cái sự kiện High-End 2018 lần này, thì chúng ta sẽ đến cuối phía hành lang ở trên tầng 3 nhé. Vâng, chúng ta sẽ xuống cầu thang rẽ trái và sẽ được xuống dưới phòng trải nghiệm nghe của Hi-Fi World của Thắng Audio. Vâng, lúc này thì tôi đang xuống cầu thang ở dưới tầng 2, vâng, nơi dẫn xuống Thắng Audio Hi-Fi World. Đi tiếp đối này chúng ta sẽ rẽ tay trái, ở phía trước mặt quý vị và các bạn là Thắng Audio. Và tôi sẽ cùng quý vị và các bạn vào trải nghiệm xem thế nào. Còn lúc này đây thì tôi đã ở trong cái phòng trải nghiệm của Thắng Audio Hi-Fi World rồi. Và cái phòng này thì tôi nhận thấy là nó kín hơn những phòng khác. Nó được 4 bức tường bao quanh, và có cả những cái lớp nhung ở dưới nữa. Giá như Thắng Audio sẽ mang đến những cái mút tiêu âm đặt ở các góc phòng, thì có lẽ là âm thanh nghe sẽ tốt hơn một chút so với cái phòng chúng ta chế để nghe ở trong nhà. Vâng, như vậy là tôi đã cùng quý vị và các bạn trải nghiệm xong sự kiện High-End 2018 tại Hà Nội, và chính thức là ở trong cái khách sạn Pan Pacific, đường Thanh Niên, Hà Nội. Vâng, tôi đã cảm thấy rất là vui và khi được thưởng thức những cái tác phẩm của các nghệ sĩ thông qua những cái thiết bị cao cấp tại triển lãm High-End lần này. Quý vị và các bạn thấy thế nào? Nếu mà rảnh vào trong 3 ngày cuối tuần mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 12 2018, quý vị và các bạn hãy đến ngay của khách sạn Pan Pacific ở tầng 2 để trải nghiệm tất cả những cái âm thanh cao cấp đến từ tất cả nhà phân phối lớn tại Hà Nội. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, hẹn gặp lại vào clip sau.